Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên vừa triển khai bắt khẩn cấp đối tượng người sử dụng Quỳnh Kim Tân 1968, thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, để khảo sát về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là cháu Nguyễn Thị Thanh Trúc 2008, trú cùng địa phương với Tân. Theo khảo sát, Tân bị cụt một chân phải và tiếp tục sử dụng xe lăn. Khoảng 6 giờ 30 ngày 6 tháng 10 năm 2019, Tân tinh chỉnh và điều khiển xe lăn, đem theo một nạn gỗ đi trên đường bê tông liên thôn, hướng từ chợ Đông Thạnh về nhà Tâm ở thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang. Khi về còn cách nhà khoảng 50 mét thì Tân thấy cháu Nguyễn Thị Thanh Trúc tinh chỉnh và điều khiển xe đạp điện đi đến theo hướng ngược chiều. Tâm nghĩ Trúc sẽ tông xe vào mình nên cầm nạn gỗ đánh hai cái vào đầu cháu Trúc làm cháu ngã xuống đường chết tại chỗ. Nội vụ đang được cơ quan tác dụng tỉnh Phú Yên khảo sát, xử lý.